bạn, hôm nay Đào muốn nói về ăn chay và ăn mặn. So nếu mà mình suy nghĩ cái trên cái vòng vòng thế giới bây giờ, nhiều người thích ăn chay, với lại ở bên cái mấy nước thứ ba thường thường người ta ăn chay, tại vì nhiều người ca sĩ hay là nghệ sĩ, mấy người mà movie star họ ăn chay nhiều, bởi vì nhiều người cũng đùng đùng ăn chay. Đào muốn nói cái video clip này về ăn chay cho theo cái phong tục của người Việt Nam. Ở bên Việt Nam thì bên Việt Nam người ta rất là sợ khi mà người ta muốn đi trên con đường ăn chay á, người ta sẽ không có đủ sức, người ta sẽ ốm đi hay là bị bệnh. Còn ở bên kinh mi nước thứ ba này á, nhiều người muốn ăn chay tại vì người ta có muốn có sức khỏe, với lại họ muốn bảo vệ cái môi trường này, giống như là núi sông rồi đó, mấy cái environment thì họ muốn protect cái environment. Còn cái người Việt Nam thường thường người ta nghĩ là ăn chay là tu hành, nhưng mà ở bên cái nước qua thì không có phải là họ ăn chay không muốn tu. So, Đào muốn nói cái video này là ăn chay á, mình không cần nói về ăn mặn, tại vì mấy người ăn mặn á, thì người ta ăn thịt rồi cá rồi đủ thứ đó. Còn ở bên nước thứ ba thì khi mà người ta nói người ta ăn chay á, vegetarian á, thì nó có nhiều cách để ăn chay. Còn ở bên Việt Nam á, thì mình nói ăn chay thì mình ăn rau cải, rồi cái xong cái một group of people á, một cái người mà ăn chay mà mình biết thường xuyên á, là cái người tu hành á, thì họ không ăn hành, không ăn tỏi. Ok, Đào muốn nói là Đào á, thật sự ăn chay là khoảng chừng 11-12 năm rồi. Thì lúc mới đầu thì ăn chay á, tại vì mẹ của Đào hay bị bệnh, cái ói mửa gần cái mấy cái xấp thịt rồi đó. Còn một thời gian bà bảo là nguyên gia đình nên tự mình nấu, thì lúc đó Đào làm biến nấu thì ăn chay chung với ba mẹ gia đình luôn. Rồi từ đó cái xong cái bắt đầu tu hành, cái tự nhiên cái đó trong cái năm 2008 đó, 2007-2008 đó bắt đầu tu hành rồi ăn chay cho tới bây giờ. Nhưng mà lâu lâu thì giống như là Đào mới đầu thì ăn chay á, bên tiếng Anh người ta nói là vegan á, thì mình ăn chay mình không có ăn trứng, mình không có uống sữa hay là ăn cheese, hay là mình không có ăn mấy cái honey á, mật ong. Rồi nó có một cái thêm một cái nữa, mấy cái người vegan họ ăn chay đến nỗi họ không có còn xài mấy cái món đồ mà từ cái thú vật nữa. Còn ở Việt Nam á, thì có một đám người á, thì ăn chay thì họ cũng còn mặc xài dài vớ, rồi cũng là từ mấy cái con thú vật, với lại họ cũng còn uống sữa, họ cũng còn ăn trứng. Còn cái một mấy cái người mà tu hành á, thì họ ăn chay thì họ không ăn hành, không ăn tỏi. Hành tỏi Đào sẽ cover cái topic đó as well. Thì mình theo Đào thì mới đầu thì ăn vegan, sau này thường cái mình hơi thấy trên cái cuộc sống nó cũng hơi khó, với lại Đào cũng còn thích ăn trứng, ăn cheese lâu lâu mình ăn pizza tại vì đó thì mình cũng còn cái đó, nhưng mà sữa thì Đào không có thích uống sữa. Cái đó thì cũng được, ăn cái diet đó nó cũng tốt cho mình. Còn nếu mà mình nhảy vô mà mình ăn chay á, mà mình không có ăn thịt, mình không có ăn trứng, ăn uống sữa hay là gì đó, cái sức khỏe mình nó dễ bị suy yếu. Nếu mà con người của mình không có mình không có học qua hay là có cái hiểu biết rằng là mình phải cần cái gì trong cái món ăn của mình mỗi ngày để cho cái sức khỏe của mình nó tốt. Ok, thì Đào muốn nói là khi mà cái người Việt Nam mình ở trên YouTube mà mình coi mấy cái món chay thường thường là chiên xào hay là nấu gì đó, làm chả
hay là mình làm cái món gì mà giống như là cái mặn vậy đó, rồi xong cái mình nấu theo cái mấy cái món, lấy món chả đó cái mình nấu theo cái kiểu mà mặn á, ăn thịt rồi đó, rồi xong cái mình ăn vô chung với cơm. Và cái đó thì nó rất là nhiều thời gian, với lại cũng không có cần nữa, mà ăn ba cái đồ đó nhiều quá cũng không tốt. Thì nếu mà mình ăn chay, mà ăn chay trường á, mà cái này Đào nói ăn chay trường á thì nói là không có giống như là mình không có tu gì mấy á, thì mình cũng nên ăn mấy cái hành tỏi này. Thì ở đây Đào thì có một cái dĩa, cái tray container. Thì Đào muốn nói là trong cái này á, bên cái tùy theo cái pháp môn mình tu nào. Nếu mà mình tu mật tông á thì họ không có nói, họ hình như cũng còn nhầm một cái group thôi nha, chứ không phải là hết mật tông, họ cũng còn ăn hành với ăn tỏi. Ở bên cái tu hành bên Hindu á, có nhầm đạo á thì nó khuyên không ăn hành không ăn tỏi. Cái này là đời xưa rồi nha. Cái mình đi qua bên Tàu mình thấy cái đạo Táo á, đạo Tà, đạo đạo Taoism á, thì họ không có ăn hành ăn tỏi. Ok, nhưng mà recently á, lâu nay cái Đào thấy ở trong cái Phật giáo á, cái này không phải là Đào nói xấu về Phật giáo hay là gì hết, nhưng mà Đào muốn nói rằng là mình tu hành á, mình bớt ăn thịt ăn cá rồi là nó sẽ bảo vệ cái môi trường, cái trái đất này. Thì nhiều người nên ăn chay, mà mình đừng có gắt gói với cái ăn chay của mình quá. Nếu mà mình ăn mà mình không có để, giống như mình nấu ăn mà mình không để tỏi vô, nó cái đồ ăn nó rất là nó không có cái vị ngon gì hết, mình dễ bỏ cuộc. Hành, tỏi với mấy cái shallot này, spring onion, cái này là tiếng Anh kêu là leek, tiếng Việt kêu là boro. Ok, boro. Nhưng mà nguyên cái vegetable, mấy cái củ này á là nó trong dòng the same, là cái một cái family của nó là giống với nhau, giống như là nó cousin vậy đó, anh em cô chú vậy đó. Thì nếu mà mình chịu ăn cái này á, mà mình nói mấy cái này nó xấu á, thì nó cũng vậy thôi, tại vì nó cũng chung cái family à. Bây giờ Đào suy nghĩ mà nếu mà mình ăn chay mà mình không có tu, mình không tu cái chú, hay là mình không có suy nghĩ về mấy cái này á, mấy cái mà điều người ta khuyên rằng là mình đừng có nên ăn á, khi mà mình tụng cái này tụng cái kia, tụng chú hay là tụng kinh gì đó, tại nó không có hiệu quả. Cái đó thì thật sự Đào không biết, tại vì Đào không có phải là tu bên tịnh độ. Đào thì chỉ có tu theo Đức Phật với ngồi thiền. Nhưng mà cái đó, cái tu hành mình tu chừng nào cũng được. Một mục tiêu của mỗi người là mình muốn cho bớt khổ, với lại mình muốn cho bớt luân hồi, để cho cái tâm mình nó mở ra trí huệ, cho nó sáng lên, mình có suy nghĩ cái điều tốt điều xấu. Cái đó là rất là quan trọng. Cái ăn chay á không phải là mình chỉ mới bắt đầu mình tu thôi, mình tu mình sửa cái tâm của mình, nó không phải tốt cho, nó tốt cho cái tâm từ bi của mình, với lại nó bảo vệ cái trái đất này nữa. Tại nhiều người ăn chay á thì người ta bớt khóa gừng rồi xong cái trồng trồng mấy cái hột này hột kia á, như là đậu nành, mấy cái grain nữa, đậu rồi đó, đậu biết cái gì gọi là gì, trồng mấy cái đó. Khi mà trồng cái đó xong rồi nó cho mấy con thú vật nó ăn, cho con mấy thú vật nó ăn xong rồi đó thì đi giết mấy con thú vật đó, rồi đi giết nó rồi mình mới ăn. Còn nếu mà mình mà ăn chay á thì mình bớt cái process đó. Nếu mình bớt cái process là ok, từ đây trồng đây tới mình ăn và được rồi, mình không có cần đi qua cái giai đoạn sau này. Mỗi một cái giai đoạn như vậy á, nó bắt buộc là cái người mà làm ra cái đó xài rất là nhiều dầu, mình phải đào mỏ, mình phá hoại cái môi trường này, cái trái đất này, mình xài hết cái resource nó mau hơn. Bởi vì
mình khuyên, đạo khuyên là mình nên ăn chay. Nếu mà mình ăn chay không được một ngày một tuần á, là ăn chay kỹ, thì giống như là trong vòng một tháng rồi đó. Hồi xưa Đạo chỉ biết gia đình của Đạo hay ăn chay mấy cái ngày mà rằm, thì mình ăn chay 2 ngày. Cái từ từ cái mình cái giai đoạn sau này thì mình, nếu mà mình suy nghĩ có sức lực thì mình ăn chay cho nó lâu dài hơn. Còn trong vòng 1 năm trời mình ăn hay là mình bỏ cuộc thì không sao, miễn sao là mình thay đổi đó, mình bớt ăn thịt lại một chút xíu thì nó sức khỏe cho mình là tốt. Tại vì ăn chay nó có nhiều cái tốt mà nó cũng có cái hại nếu mà mình không ăn đúng. Ăn mặn á, ăn thịt á, thì nó cũng có nhiều cái xấu thì cũng có nhầm cái tốt, nó không phải là nó tốt hoàn toàn. Cái gì nó cũng có cái sát sanh, cái gì cũng nó có cái sự mà mình giết, mình kích cắt cái đứt đoạn mà cái đời sống của nó, cái tâm linh của nó. Nếu mà mình suy nghĩ sâu hơn đó, mình chỉ có lựa chọn thôi. Nếu mình lựa chọn cái này thì mình cắt cái dao này cái nó chết, cái mình cho cái con nó ăn, cái mình giết cái con nó, thì cái giai đoạn nó bớt bớt cái sát sanh một chút xíu. Nhưng mà cái đó thì sau này mình từ từ mình tu, mình suy nghĩ, mình suy nghĩ lại, nó có cái với anh ngồi thiền á, cái tâm mình á nó sẽ mở ra, nó có suy nghĩ chiều sâu, thì cái cách mà mình sống ở đời nó đỡ hơn. Còn hôm nay thì Đào muốn nói ngắn gọn, khi mà mình bước trên cái con đường mà mình muốn ăn chay á, trước hết á mình thì đi coi máu của mình chứ, mình đi bác sĩ, mình lấy máu cái mình coi coi trong đó mình thiếu cái gì, okay. Cái mình cho cái giai đoạn thời gian mình học về cái cách ăn chay, mình phải ăn cái gì. Đạo muốn khuyên là đừng có bao giờ là mình đi tới một người bác sĩ mà mình nói với họ là mình muốn ăn chay, nhầm khi á, nhiều người khuyên là mình đừng có nên ăn chay nữa, cái đó cũng không có đúng. Tại vì mấy cái người mà học bác sĩ mà đời xưa á, với lại nhầm bác sĩ đời nay á, thì họ không có học chuyên sâu vô về cái nutrition với cái diet, họ chỉ có học về cái cách người ta bị bệnh với trị bệnh với cho thuốc thôi, chứ ít có học về cái nutrition. Tại bây giờ tại vì nhiều người nó có cái internet này, nhiều người người ta có người ta có thể đọc được á, thì bác sĩ á, thì phải giống như phải học thêm để giúp cho bên cái sức khỏe về cái ăn uống, chứ traditionally á, xưa nay tới giờ bác sĩ cũng không có học về cái môn đó nhiều. Bởi vì nếu mà mình tới bác sĩ mà mình muốn ăn chay mà họ khuyên mình đừng á, thì mình sẽ suy nghĩ lại coi cái người bác sĩ đó nói có đúng hay là không. Nhưng thật sự cái ăn chay là rất là tốt cho mình. Mình nên tới bác sĩ mình thử máu, bắt đầu cái mình học về ăn chay, mấy cái món chay mình phải ăn cái gì, cái mấy cái vitamin với mấy cái minerals đó mình cần cái gì, mình phải học nó một thời 1 2 3 ngày thôi. Tại vì cái mấy cái information đó nó quá trời nhiều ở trên cái internet đó cho mình đọc. Cái bước thứ ba mình cần phải làm là mình ghi ra một cái plan, okay. Là trong vòng khoảng chừng 30 ngày, 10 ngày, hay là cái đó cũng tùy mỗi người ha. Mình muốn ăn chay 10 ngày, 20 ngày, 21 ngày, 30 ngày hay là 2 tháng hay là gì đó. Trong trong vòng cái mấy cái ngày đó mình chọn á, với nó giống như là cái goal của mình để mình thực hành để mình achieve nó được á, thì á mình phải trong mỗi cái lấy cái calendar đó, trong mỗi một ngày á mình ghi xuống mình ăn cái gì. Okay, mình research nó, mình coi cái bữa nay mình ăn cái món tàu hũ nấu canh chung với cải ngọt hay là gì đó, rồi ăn chung với cơm. Ngày mai cái món mà cái dinner thì cái đó thì là mình ăn nhiều nhất, rồi trong đó mình ăn cái gì với gì gì. Nếu mà mình suy nghĩ ra cái lâu dài của trong cái 20 ngày đó đi,
thì khi mà mình bước đầu lên á, mình muốn ăn chay á thì mình không có bị giống như là bữa nay mình ăn gì ta, cái 7 ngày sau cái mình giống như là mình ngán cái mấy cái món đồ mà mình ăn, cái mình dễ bỏ cuộc. Okay. So Đào muốn khuyên rằng là trước khi ăn chay thì mình đi research, actually mình đi lấy máu, rồi xong cái mình research cái mấy cái món ăn nào tốt cho cơ thể của mình nên ăn nhiều, thì mình cho mình khoảng chừng 20 ngày đó, trong 20 ngày đó mình ghi xuống mình đã ăn cái gì ăn cái gì, rồi bắt đầu á cái mình slowly cái mình nói hai cái tháng hay là năm 2021 đó, ngày một tây hay là gì đó giao thừa, từ cái ngày giao thừa đó cho tới 21 ngày 20 ngày sau là mình sẽ ăn chay, mình thử nguyên một trong vòng cái 20 ngày đó đó, mình coi cái mình sẽ ra sao. Thì khi mà mình thấy mình làm được á thì mình sẽ từ từ á thấy nó dễ hơn, mình sẽ không có bị gây, cũng không sao nếu mà mình trở lại mình ăn mặn cũng cũng ok, miễn sao mà mình đã giống như là mình bước trên con đường đó mình đã thực hành được là được rồi. Tại vì người ta nguyên cái cả đời của họ không có ăn chay mà không có coi về cái cách mà ăn, cái thức ăn mà họ để vô người họ, không ít có ai suy nghĩ tới đó lắm. Chứ khi mà mình suy nghĩ tới, tại vì thứ nhất thường thường đó là mấy người tu hành đó, họ đưa mình tới cái con đường đó, thứ hai tại vì mình lo về cái trái đất này, cái environment này mình đi tới con đường đó, cái xong cái thứ ba tại vì mình khi mà mình thật sự mình từ tay mình giết một con thú vật đó, cái mình thấy cái khổ của nó thì cái lòng từ bi của mình thì mình thấy vậy thôi, cái mình không ăn mấy thịt nữa. Nhưng mà mấy người đó không phải là họ tu nha, họ chỉ có là tội từ bi là họ không có ăn ăn thịt thôi. Ok, cuối cùng Đào muốn nói là maybe mấy cái video sau Đào sẽ nói về cái gì mà mấy cái món gì mà Đào ăn thường xuyên hay là cho cái sức khỏe của mình nên lo lúc mà mình bắt đầu mình ăn chay, là mình thường thường người ta nói là cái chất béo là protein đó, ở đâu là mình có, với lại cái chất B12 nó rất là quan trọng cho cái đầu óc của mình. Thứ ba là cái chất calcium là cho mấy cái xương của mình. Thứ tư là vitamin D. Thứ năm là iodine. Tại vì nhiều người á, dù họ ăn chay hay là ăn mặn đi nữa, họ lúc nào cũng bị deficient đó, là không có đủ cái chất này trong trong cơ thể của họ. Thì Đào muốn nói cái vitamin D á là cái chất đó là rẻ nhất, ai cũng có thể lấy được hết á, vô trong thân thể của họ hết á. Nhưng mà tại sao cái người Việt Nam của mình nó dễ bị thiếu? Tại sao? Tại do họ nguyên cái industry nói về sun cream để da mặt rồi đó, thì cái người phụ nữ thường thường đi ra ngoài chùm cái đầu của họ giống như là cái người mấy người tu bên Islam, okay? Đeo mặt nạ đồ, glove hands, thì cái đó không phải là đã nói đó, cái đó là sai, đúng là sai, nhưng mà cũng tùy theo cái thời gian trong một ngày. Bác sĩ recommend rằng là mình á, khi mà mình đi ra ngoài á, cái thời gian mà tảng sáng, cái ánh nắng tảng sáng với chiều, cái ánh nắng chiều á, cái đó là cái thời gian tốt nhất để cho mình có thể là mình đi ra ngoài mà mình khoảng chừng 20 phút mà cho cái ánh nắng mặt trời nó dội vô mặt nó soi vô cái mặt của mình hay là soi vô cái tay của mình á, với cái chân của mình á, trong vòng 20 phút thôi, chứ đừng có ra ngoài trời mà hưởng cái vitamin D á, cái lúc mà nó nắng ơi là nắng á, cái lúc đó thì mình dễ bị skin cancer. Nhưng mà thật sự nhiều người bị không có đủ vitamin D chứ mới gì vitamin D lắm. Nếu mà mình sợ bị nắng ăn hay là mình có nhiều tiền á, mình đi nên ra ngoài mấy cái Whole Food Shop á, hay là cái chỗ đó mình mua
mình mua vai là mình đi mình uống cũng được. Thật sự cái đó là nó không có tốn tiền gì hết, nhưng mà tại vì mình không có suy nghĩ, mình không có, mình có cái sự làm biếng hay là mình không có suy nghĩ về tới cái quan trọng của cái vai mình đi á, thì mình không có đi ra ngoài mà mình appreciate cái sunlight, nó free, ok, nó không có tốn tiền gì hết á, đi ra ngoài đó 20 phút mỗi một ngày, tảng sáng sớm rồi giấc chiều là đủ cái vai mình đi cho mình rồi. Tại sao cái vai mình đi nó important á, nó rất là quan trọng, tại nhiều người á nghĩ rằng là sữa nó cho mình rất là nhiều vitamin D, I mean calcium, là cho cái chất cho bông, cho xương của mình nó mọc á. Tại khi mà cái đứa nít lớn lên hay là cái người già thì cái xương của họ, một là nó đang mọc, hai nữa cái mấy người già thì nó càng ngày nó càng nhỏ lại. Thì cái vitamin D á, dù mình uống á, 5 lít sữa đi nữa, cái này exaggerate, nhưng mà 5 lít đi nữa mỗi một ngày á, mà mình không đủ cái vitamin D á, thì cái chất calcium á, nó không có thể nào mà nó absorb vô cái xương, nó đưa vô trong cái xương của mình được. Bởi vì nó rất là quan trọng. Nên là đồng muốn nói cái điều là calcium á, cái chất đó đó, nó không phải là từ cái con nước sữa của con bò nó ra. Tại vì sữa của con bò á, từ đâu nó có cái vitamin C, calcium, mình phải suy nghĩ là calcium á, nó từ đất. Mấy người mà làm ruộng hay là gì đó, thường người ta đi mua phân á, người ta để vô mấy cái rau cải của họ, trong cái phân đó potassium, magnesium, calcium họ để vô trong cái đất cát đó đó, thì cái đất, cái mấy cái cây đó nó mọc lên, nó đút cái chất đó. Rồi khi mà mình ăn cái chất đó, hay là cái con thú vật nó ăn cái chất đó, rồi mình mới có cái chất đó, chứ không phải là cái con thú vật nó có chất đó. Một điều đầu muốn nói là mấy người mà sợ ăn chay mà không có đủ cái chất béo á, là protein á, thì lúc mà mấy năm về trước á, đào giống như mình đi đi ra ngoài đời thì người ta hỏi mình ăn cái gì, thì mình nói mình ăn chay, thì người ta hỏi chứ mày từ đâu mà mày có cái chất protein. Thì cái protein á is everywhere. Không phải là trong mấy cái giống như là bok choy, Chinese cabbage, mấy cái green, mấy cái mà cây đồ mà nó có lá xanh đó, là trong đó nó có protein. Thì con voi nó cũng có thể làm ăn cỏ mà nó có protein mà nó mạnh như vậy, không lẽ con người á mà mình ăn mấy cái xích, mấy cái cây cũ này á, mà mình không có protein. Ok, cái đó là cái sai, là cái người đời phải sửa sửa cái suy nghĩ họ lại, là protein là nó không có problem với mấy người mà ăn chay. Thì cái cuối cùng là cái B12 á, cái đó là không phải là cái chất ở trong mấy cái con animal không, cái B12 á, là cái bacteria. Okay, thì cái bacteria thì nó sống ở chắc nhiều ở trong cái mấy chỗ dơ bẩn rồi đó, mà mấy cái con animal nó ăn cái đó thì nó đem vô cái bao tử của họ, thì rồi khi mà mình ăn mấy cái con thú vật đó đó, rồi mình có cái B12. Còn nếu mà mình ăn chay trường, mình không muốn sát sanh, mình không muốn ăn trứng, mình không muốn uống sữa, thì mình có thể mua cái B12 mà cho mấy cái người ăn chay á nha. Khi mà mình uống thuốc bổ thì mình phải đọc mấy cái label nó nói, nhầm khi vegetarian hay là non-vegetarian á, thì mình nên mua cái vegetarian hay là cái vegan. Nhưng mà vegan nó là hoàn toàn không có cái animal, mấy cái thú vật, đồ thú vật trong nhầm. Ok, nào muốn chúc các bạn nào mà muốn đi trên cái con đường mà thay đổi cái cách ăn uống của mình. Cái này là cái cách ăn uống,
thì cái sức khỏe của mình sẽ càng ngày nó sẽ càng tiến bộ lên. Nếu mình ăn đúng theo cái recommendation á, thì mình phải coi về cái sức khỏe của mình lâu dài. Với lại nếu mà nhiều người ăn chay này thì nó giúp đỡ cái trái đất này nó sẽ bớt nóng hơn, nó cool down chút xíu nó bớt cái carbon footprint. Với lại ăn chay là nó không phải là cái gì mà nó là chỉ con giai đoạn đầu tiên để mà mình tu tập, để mình sửa cái tâm của mình cho mình có nhiều compassion từ bi. Ok, khi mà mình ăn chay một thời gian rồi đó, mình đừng có là giống như mấy cái người mà hơi cray cray á. Ok, không biết tiếng Việt cái gì, bị hơi chứ gì, cái cách họ suy nghĩ một chiều á. Ở đây ở đồng muốn nói cái này nữa, cái người nước thứ ba mà họ mà vegan á, khi mà họ đi tới cái chỗ nào mà có đồ ăn mặn hay gì, cái tánh tình của họ họ nổ lên, họ nổi lên cái tức giận á, cái đó là cũng không đúng. Tại vì mỗi người thì có cái lựa chọn của họ, không có ai đúng, không có ai sai đó. Tùy tùy cái theo cái trình độ của mình đã tới đâu. Mà nếu mà mình tức giận người ta, mình muốn giống chữ cái người ăn chay mình chữ cái người ăn mặn, mà người ăn mặn mà đi mà giống như coi thường mấy người ăn chay, cái đó là cũng không tốt nữa. Thì cái này cũng là cái cách thức ăn của mình thôi, mình nên xét lại á, cái sức khỏe của mình, rồi cái cách mình sống, rồi mình coi cái gia đình của mình á, ông nội bà nội ông cố gì đó bị bệnh gì đó, theo cái đời sống của họ làm sao. Nếu mà mình sống cái đời sống của mình giống như cái đời sống của họ, thì cái chứng bệnh mà người ta nói rằng là family history á, ở trong gia đình á, nó dễ, mình cũng dễ bị. Ok, thì nếu mà mình muốn thay đổi cái đó, thì mình phải thay đổi cái cách mình sống, thay đổi cái thức ăn của mình. Ok, là muốn leave it there. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.